Cuối tháng 4 vừa qua, một sự kiện đã gây xôn xao nàng giải trí hoa ngữ, đó là cuộc ly hôn đầy bất ngờ của Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau hơn 3 năm về chung một nhà. Sự chia ly đầy bất ngờ của cặp đôi vàng xí si bít đã khiến cho không ít người ngỡ ngàng và đầy tiếc nuối. Mặc dù sự việc đã diễn ra cách đây 2 tháng, thế nhưng những tin tức xung quanh Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ dừng lại, không chỉ vậy, còn được công chúng quan tâm hơn trước đây mới đây một tin tức đến từ ai đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi cho rằng Chiều Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã quyết định quay trở lại với nhau. Trang báo này cho hay sau chưa đầy 2 tháng nì hôn, Phùng Thiệu Phong đã tìm đến vợ cũ, bày tỏ mong muốn tái hợp. Chiều Lê Dĩnh vì quá thương con trai mà đã đồng ý. Thông tin này đã khiến cho cư dân mạng cảm thấy khá bất ngờ và ngỡ ngàng bởi lẽ Chiều Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vốn chưa hề có dấu hiệu của việc tái hôn cả hai hiện tại đang rất bận rộn với công việc. Phùng Thiệu Phong thì bận quay phim, hình ảnh được chụp lại của nam diễn viên trông rất phở phạc và mệt mỏi. Trong khi đó, Chi Lê Dĩnh sau khi rời khỏi nhà chung với Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải đã trở về Bắc Kinh để sinh sống. Với cuộc sống độc thân thoải mái như hiện giờ, cư dân mạng đều cho rằng Triệu Lê Dĩnh rất khó để có ý định tái hôn cùng Phùng Thiệu Phong. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.